sạt lở nguy hiểm nhất ở vùng núi nhất là trong mùa mưa thế nhưng tại thành phố đô thị thì vẫn có những vụ sạt lở mà việc khắc phục đến nay vẫn luôn gặp khó khăn điểm lở núi bà hỏa thành phố quy nhơn tỉnh bình định từng làm ba người bị thương đến nay vẫn chưa được khắc phục khiến người dân qua lại khu vực này rất lo lắng liên quan đến vấn đề này thành phố quy nhơn dự kiến đóng đinh vào núi rào lưới thép sức kháng cao để bảo đảm an toàn tuy nhiên câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là liệu giải pháp này có chống được sạt lở hay chỉ là giải pháp tình thế. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cho biết tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống lưới thép gắn các mỏ neo cường độ cao chống sạt lở núi Bà Hỏa. Công trình này có tổng vốn hơn 65 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đánh giá phương án trên là khả thi, có thể cơ bản khắc phục được sạt lở núi Bà Hỏa. Tỉnh đang yêu cầu thành phố Quy Nhơn bổ sung số liệu cụ thể, xác định tổng mức đầu tư, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để đề xuất tỉnh cho chủ trương. Các điểm sạt lở núi Bà Hỏa xuất hiện từ 25 tháng 10 năm 2021. Nhiều tảng đá từ núi đã sạt xuống, đường Nguyễn Tất Thành khiến 3 phụ nữ bị thương và nhập viện cấp cứu. Sát bên khu vực bị sạt lở của núi Bà Hỏa là nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo với đường Võ Nguyên Giáp, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành, luôn đông đúc phương tiện lưu thông. Việc chậm khắc phục điểm sạt lở Tao Luy Dương vách núi Bà Hỏa đã tạo ra điểm nghẽn tại nút giao thông này. Trước giải pháp có phần kỳ lạ này, nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm cho rằng đá này dạng phong hóa, không phải đá granite. Thớ trượt của đá thì hướng ra phía ngoài đường nên xu hướng trượt vẫn có thể xảy ra nên không thể giữ được bằng lưới. Thậm chí việc đóng đinh vào khu vực bị nứt gãy với sức kháng không bằng sức lăn của đá thì khi xảy ra tai nạn thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?